Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của Vidya. Thì lại có đi ngang một số cái comment của khách hàng để lại. Thì đa số một số bạn thì quan tâm hỏi cái subwoofer hay còn gọi là cái loa âm trầm là cái gì. Hôm nay lại sẽ giải thích, giới thiệu và cũng cho các bạn nghe thử một dàn có cái loa subwoofer này và không có subwoofer này khác nhau như thế nào nhé. Subscribe Vidya, chọn thiết bị Kara, hát hay, giá tốt. Các bạn có để ý là khi mình đi đến những cái phòng karaoke chuyên nghiệp á, hoặc là những cái sân khấu, hay là có vô tình đi đến một nhà một số người bạn mà có những cái cục vuông vuông, người ta gọi là cái subwoofer hay còn gọi là cái loa âm trầm hoặc là loa siêu trầm. Thì subwoofer nó là một cái hình hộp chữ nhật hoặc là hình vuông, có hai loại là bass xoay ra ngoài trước hoặc là bass gập. Subwoofer thì nó có cái dải tần từ 20Hz đến 200Hz. Giúp tái tạo âm thanh nó ấm chắc đầy sâu lắng hơn, cho cái giọng hát của mình nó mềm mại và nó sâu chắc, nó không có đuối hơi, mình nghe nhạc thì nó cũng dày và ấm. Subwoofer thì nó có hai loại là sub điện và sub hơi. Thì đối với những dòng sub điện á, bản thân cái sub nó đã có cái cục đẩy công suất ở trong đó rồi, mình chỉ cần cái gọi ra tín hiệu từ âm ly hoặc là từ hệ thống âm thanh mình thôi. Còn những cái sân khấu lớn hoặc là những cái hội trường thì người ta thường trang bị là sub hơi. Do sức hơi cái công suất nó mạnh mẽ và cái độ bass nó sẽ đực và chắc hơn. Bây giờ lại sẽ cho các bạn nghe thử dàn karaoke tiếng nhạc mà không có sức nha. VDA chuyên gia âm thanh karaoke, VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Vừa rồi thì các bạn cũng đã cảm nhận được sự khác biệt giữa dàn karaoke có trang bị sub với lại dàn karaoke không có trang bị sub khác nhau như thế nào rồi đó. Thì đối với dàn karaoke có trang bị subwoofer hay còn gọi là loa âm trầm hoặc là loa siêu trầm, nó sẽ giúp cho cái âm thanh mình ấm chắc đầy tiếng hơn, mình hát sẽ khỏe và không có bị đuối hơi. Hy vọng qua cái clip này cũng giải đáp được thắc mắc của một số bạn về cái subwoofer hay còn gọi là loa âm trầm. Có bất kỳ thắc mắc hoặc là trao đổi gì, các bạn có thể comment bên dưới để cùng trao đổi với Vidya.
hoặc là gọi lên hotline của Vidia để được nhân viên tư vấn rõ hơn. Hiện tại thì Vidia cũng có bán các rất là nhiều cái loại súp của nhiều hãng khác nhau. Các bạn có thể đến trực tiếp các showroom của Vidia hoặc là gọi lên hotline để được nhân viên tư vấn và lựa chọn cho mình một cái súp phù hợp. Nếu các bạn thấy hay, đừng quên nhấn like và chia sẻ kênh của Vidia nhé.